dân sắc phục thì sẽ tăng phải. Rồi, như chỗ này là mặt trong tiền 3 tháng 2 rất lộng lớn luôn nè. Không có gì là dịch thường. Trả mặt bằng giảm 80% luôn nè. Luôn vô thường như vậy. Giảm trực tiếp luôn á. Thuộc lòng vô thường. Khủng không? Nguyên vật dụng và tài sản có thể không có giá trị, nhưng sự chấn dương bám víu vào những cái đẹp, tất cả những điều đó khi chúng ta bị buộc chặt vào nó. Rồi sinh ra ngã. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào clip tiếp theo của Tuấn à. Tuấn đang có mặt ở đây là quốc lộ 1A vừa mới qua trạm thu phí An Sương An Lạc. Những thứ mưa to tầm tã luôn, mưa khủng khiếp luôn. Đó cô chú anh chị nhìn xem. Là cảnh tượng hư ảo. Đó, mưa này mà với buồn đau. Gió mà thổi cấp mấy luôn á chứ không phải đơn giản đâu nè, cô chú chị nhìn này. Có được niềm quan nghĩ. Lúc đó những anh xe ôm, những anh Grab là đậu vô sát bên hết. Ngồi nấp hết luôn. Là sự già đúng. Thì hôm nay Tuấn làm một cái phóng sự về cái những con đường ở Sài Gòn ha, những cái góc khuất này mưa bão lên nó lụt cỡ nào rồi. Và những cô chú vô gia cư ở đường những cái đường trung tâm như Lý Thường Kiệt hay là này kia, buổi tối rất là nhiều luôn. Không thua kém gì những cảnh ấy hết á. Để cho cô chú anh chị các bạn xem để nhìn những hình ảnh quanh ta thực tế nhất ha. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị cùng xe theo chân Tuấn. Đây, Tuấn đang ngồi ở trên xe núp mưa này. Đó, đang đi được một nửa đường rồi mà thấy to quá không chạy, đậu lại luôn, núp mưa luôn. Rồi. Bây giờ Tuấn sẽ tiến vô trong trung tâm Sài Gòn ha. Không biết là lát nữa có lụt không nữa. Bây giờ Tuấn đang đi đây là trên con đường này là qua ngã ba Bà Quẹo nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là đường Trường Chinh, lên một xíu nữa là ngã ba Bà Quẹo, rẽ phải là đường Lý Văn Bích. Âu Cơ rồi băng qua Lý Văn Bích. Lên đây một xíu là phía tay phải là chợ Bà Quẹo. Đây trời đang mưa rất là khủng, mưa bà con đang mặc áo mưa để đi về nè, đi làm về. Giờ này cũng 5 giờ rồi. Hơn gần 5 giờ rồi. Đó, bà con đang mặc áo mưa đi làm về ha. Đó, trời này đi xe máy thì rất là cực ha. Biết bao nhiêu ước, người trong thế gian mà mua bán bây giờ cũng khó nữa. Mưa về là ế này. Cuộc sống của họ hiểu cửa hàng là bán là ế ẩm, ăn mặc thiếu thốn. Đây, đi thẳng chịu đủ mọi điều bất công. Có nhiều người khổ đau đó. Về mặt tinh thần. Ở đây là ngã ba nè, ngã ba Bà Quẹo nè. Hãy nhìn đây gọi là ngã ba Bà Quẹo. Đó, nói chung là mưa lắm. Và miền Trung bây giờ ngoài miền Trung Huế, Đà Nẵng cũng đang rất là ảm đạm, đang mưa rất nguy hiểm luôn. Là các phương tiện đi ra đó chắc có thể là sẽ tạm dừng đó. Tôi quay lại khung hình Sài Gòn cho bà con cô bác xem để biết thêm tình hình thực tế à. Thực ra thì cái người giàu thì ít, mà người đi lao động kiếm từng đồng rất là nhiều cô chú anh chị. Thậm chí bây giờ thất nghiệp rất nhiều, kiếm công việc khó lắm, lương có nhiêu đâu. Đó như Tuấn tâm sự với cái chú làm công nhân ở trong công ty đó, nó lương có 7 triệu, 7 triệu mà có bao bữa cơm trưa thôi là tự túc sáng tối. Thì cô chú anh chị xem cái đồng tiền nó quá nhỏ đúng không, sao mà đủ chi phí trang trải cuộc sống, rất là căng ha. Đó, à, mưa gió như vậy nữa. Đây phía tay phải là chợ Võ Thành Trang, còn gọi là chợ Bà Quẹo. Đây Tuấn sẽ đâm lên cái con đường mà gọi là con đường huyền thoại. Tuấn đã từng ở đi ngang qua đó đi phát đồ hồi thời mà cái bố già còn gửi đồ về đó, Tuấn đi phát về nó hoài à. Tuấn đi thì sẵn quay con đường cho bà con cô bác xem mưa bão này, ngoài đường trời mưa bão như thế nào ha. À, cũng đây là cũng thuộc dạng là khu Sầm Uất ở Tân Bình đó cô chú anh chị. Đây là thuộc Trường Chinh Tân Bình ha. Khu này thuộc dạng là một khu rất là Sầm Uất. Mặt bằng đây đắt đỏ lắm, không có rẻ đâu. Mình đi hết cái con đường này sẽ đụng ngã tư đèn xanh đỏ, là đụng Cách Mạng Tháng 8. Mình sẽ rẽ phải ra Lý Thường Kiệt, là cái con đường mà gọi là người vô gia cư ở nhiều đó. Khổ, khổ lắm, khổ không có nhà cô chú anh chị. Tối ngủ ngoài mái hiên. Còn lâm ly bi đát hơn là ở cảnh ở ngoài Bắc mà lũ lụt nữa. Ngoài Bắc người ta còn có nhà, có đất, có vườn. Đây người ta vô gia cư luôn, không có nhà luôn á cô chú anh chị. Đó, để tôi quay thực tế để cho cô chú anh chị xem ha, để biết thêm
những nơi, còn nhiều nơi, và cho quay cho các quý mạnh thường quân biết để mình đi đúng nơi đúng chỗ ha, đúng thực tế ha. Mình trao tiền cũng đúng cho nhân vật, cái người mà đại diện làm cũng đúng, chứ sợ nhiều khi là mình trao không đúng chỗ, sợ người ta ngắt bớt hết, rồi tội bà con không ăn được gì hết. Nhiều khi bà con chỉ nhận được có 200-300 ngàn, nhận được cái gói bánh thùng mì và những cái bộ đồ, nhưng mà cũng chưa chắc là đã đến trực tiếp nữa ha. Mà 200-300 thì có làm được gì đâu, giải quyết được gì đâu. Mà đây Tuấn cũng tâm sự thiệt luôn, đôi khi trong cái bàn nhậu bàn ăn mấy triệu bạc là bình thường, 2-3 triệu bạc con tôm con cá là con gà ăn bữa ăn triệu, là đối với những người giàu là đối với ta bình thường, người ta cho 1-2 triệu, 1-2 trăm triệu hay vài tỷ là đối với người ta là bình thường thôi. Nhưng mà người ta sợ khi cái đồng tiền đi không đúng chỗ đó, đồng tiền mà đi không đúng chỗ cũng tác hại lắm cô chú anh chị, giúp kẻ xấu tận dụng thời cơ đó. Đó, Tuấn đang chạy xe là Tuấn không quay mặt được, chịu đau quay trước đường đi cho cô chú anh chị xem ha. Cuộc sống của họ đó, những kẻ xấu người ta sẽ chuộc thời cơ để ta tận dụng, người ta làm giàu những cái đồng tiền đó. Đó, người ta là dùng cái đồng tiền đó ta xây nhà đẹp, xe sang. Còn những người khổ thật sự thì người ta chỉ nhận được một cái số đồng lẻ thôi, mà không giải quyết được gì công việc hết. Đó, mang tiếng nhận nhưng mà nhận không được ấy đó cô chú chị. Thì cũng có một số hoàn cảnh, một số thì nhận được đầy đủ thì họ cũng giải quyết được cái khó khăn. Nhưng mà đi đúng sai chỗ thì người ta chỉ hình thức thôi, nhận được cái hình thức và tội nghiệp cho người ta. Bởi vì ở đây rất nhiều hoàn cảnh rất khó, ban đêm không có chỗ ngủ, ngủ ngoài mấy hiên mà đâu có ai cho gì đâu. Hôm bữa Tuấn đi cho, Tuấn đi chia sẻ đó, hôm bữa cũng có chị gái gửi tiền về đó, Tuấn cũng chia sẻ một hoàn cảnh là 500k với nước bánh mì. Ồ, người ta mừng lắm, bà con người ta mừng lắm, nằm mấy hiên này người ta vui mừng rỡ lắm. Tại vì sao? Ít có ai mà cho 500, chia sẻ 500-200. Thường thường là người ta chỉ có một ổ mì hoặc chai nước suối, hoặc là 20 ngàn thôi, đến 50 ngàn thôi. Hôm bữa đó mình chia sẻ rất là nhiều. Hôm bữa đó một ngày mà Tuấn chia sẻ gần 20 triệu á, 20-30 triệu á. Bữa Tuấn là cứ chỗ người nào cũng 200-500. Người ta mừng lắm. Mà trong khi đó có nhiều người ta tiếc lắm, nhưng đâu phải đơn giản đâu. Bởi vậy cho nên là cái đồng tiền sợ đi không đúng chỗ, sợ người ta không nhận được cái số tiền theo cái mục đích của cái người cho, người ta chỉ nhận được một cái hình thức thôi, rồi vẫn là mang tiếng nhận thì cũng tội nghiệp người ta. Ta đây là Tuấn đang tới 273 Trường Chinh rồi nè, mưa quá, cho thuê mặt bằng rất nhiều luôn cô chú vị nhìn này, đó những cái bảng nhỏ nhỏ này cho thuê mặt bằng này, bởi vì họ mua bán không được đó, khó khăn đó. Bây giờ mua bán online không nên là những mặt bằng họ cho thuê nhiều lắm. Bây giờ mình đi thẳng luôn ha. Đây là rẽ phải là ra đường Đồng Đen. Đó, đường Đồng Đen cô chú anh chị. Sài Gòn là đặc sản là kẹt xe mà, đi kẹt xe thì thôi rồi, khỏi nói luôn. Bây giờ Tuấn đang có hẹn một người anh quen ở bên nhà thi đấu Phú Thọ, nên Tuấn đi con đường này ra. Sẵn Tuấn chia sẻ con đường đi cho cô chú chị xem cảnh mưa bão này, mưa gió này, bà con đi cực khổ như thế nào ha. Rồi những cái gốc khuất trong cuộc sống, những cái thực tế nhất để bà con cô bác xem. Lý Thường Kiệt đó, cô chú anh chị cứ buổi tối mà đi ra đây là sẽ thấy rất nhiều là cô chú vô gia cư ngủ ở đây ha. Đó, ngủ trước những cái mặt bằng đó, tối người ta đóng cửa thì bây giờ ban ngày người ta không ở đâu, buổi tối tầm 10 giờ 11 giờ là ra đây là đầy cái đường này luôn. Lý Thường Kiệt nè, đó là mình nói chưa đi đâu xa xôi ra tới mà, ngoài Bắc hay là ngoài miền Trung vậy đó, là chính ở đây luôn, tính ở Sài Gòn này luôn, một cái nơi lớn nhất như vậy luôn, chứ mình không cần đi đâu xa xôi hết. Chưa đi xa xôi đó, mới ở quanh đây thôi. Đó, đây là ý là Tuấn chia sẻ cái đường cho cô chú anh chị mà có ai mà
nếu mà phát tâm thì hãy đến đây ha. Đây là đường Lý Thường Kiệt, cái tầm 10 giờ 11 giờ là đầy đường luôn. Hai bên đường là những cái ngôi nhà đó, người ta không có chỗ nhà để ở, người ta phải ngủ ở mái hiên đó. Đó thì mình chia sẻ nó cũng đến tận tay đó, cũng tốt lắm đó cô chú anh chị. Đây, 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 đây Tuấn chia sẻ này. Đó. Đây. Đó. Đó, những cái mặt bằng này nè, gần tới chợ Tân Bình luôn nè. Đó. Đó, cô chú anh chị xem nè. Đó, chính những cái nơi này nè. Buổi tối này, rất là nhiều luôn nha. Giờ này là chưa thấy đâu. Rồi đây, sắp đây mình chạy tới đây là chợ Tân Bình. Chợ Sĩ Tân Bình nổi tiếng ở Sài Gòn ha. Bây giờ Tuấn đang tới đây là nhà thi đấu Phú Thọ ha. Tuấn đi nãy giờ qua những cái cung đường thì gặp một người anh em cũng hay coi kênh YouTube đây. Đó. Đây anh Ánh Dương. Anh Ánh Dương. Vừa qua mấy anh em đi này, cầm tay hộp bánh. Đó. Vui không? Nhà thi đấu Phú Thọ ha cô chú chị. Ủa, xe đông quá. Hôm nay là một cái ngày một cái ngày gì đó, ngày hội gì đó, đại hội gì đó. Đại hội của công ty em quay thì sẵn toàn cầu. Sẵn thì Tuấn đi ghé qua đây, sẵn đi ghé vô tham quan. Đại hội toàn cầu của công ty em quay. Tham quan thôi. Thao chủ yếu là anh em gặp nhau uống cà phê tham quan cô chú anh chị chứ không có quảng cáo hay là cái vấn đề gì hết nha. Ai muốn tham gia thì tham gia, hay muốn ấy thì hợp tác thì hợp tác ha, hay là gì ấy thì ấy. Chứ còn Tuấn thì Tuấn không có tới đây để mà quảng cáo hay chia sẻ gì hết nha. Đó, Tuấn đi tới đây là để đi tham quan khám phá. Để Tuấn quay cái toàn cảnh này. Xe này quá trời xe luôn, quá trời đông luôn cô chú chị. Đây là đường Lữ Gia Lý Thường Kiệt, Lữ Gia Lý Thường Kiệt nha, nhà thi đấu Phú Thọ này. Đó thì đó là nãy Tuấn quay trên những cái con đường đó, những cái thực tế đó, những cái mảnh đời, những cái đường đi qua đó, nó đều có những cái sự thực tế nhất là Tuấn quay chia sẻ chân tình. Còn đây là một cái công việc, vấn đề ở bên cái này chắc nhiều người biết rồi, Tuấn cũng không cần nói đâu, chẳng qua là đi để chia sẻ cho cô chú chị xem cái khung cảnh đẹp và cái những cái này thôi, những cái điểm đến như ở đây thôi. Xếp 8 à? Anh ở Bông Sao. Bông Sao. Qua cầu Mỹ Tri Phương là tới à? Rồi, giờ mấy anh em đi đi vô. Vô với anh Ánh Dương ha. Ánh Dương Media. Ồ đông quá. Chia sẻ bánh trung thu này. Kiểu mình nhét vào đừng cho nó thấy nha. À. Vô đó là đem bánh vô không được ha. Em cứ bỏ trong áo kia không có gì hết nha. Có cái bánh nhỏ mà có gì đâu. Tại vì cái hộp nó to thôi chứ không có. Ờ bánh nhỏ mà, hộp to mà có bánh chút xíu mà. Nó được cái hộp đi thôi. Cái bánh nó đâu bao nhiêu, thành hai cái. Bỏ vô túi được mà. Ừ. Hả? Giao được cho nó thấy, bỏ vô trong áo. Bỏ túi áo được. Lỡ nó kêu mở ra mới tông lắm. Coi gì. Đây một cái túi như Tuấn này. À. Ok, nó không có lục đâu. Mà mình có lấy gì đó. Mình lấy gì đó đó. Bỏ vô bóp. Này vô đi. Đó đi không sao đâu. Bánh vô ăn luôn. Túi em bỏ được ba cái luôn. Ủa đông lắm cô chú chị. Ủa cái thùng nhìn to đẹp ha, mà có mấy cái bánh nhỏ. Đây chủ yếu nó kêu đây đẹp cái thùng. Rồi cho cái thùng luôn. Hình như bà con ăn uống ngay đó luôn kìa. Thôi đông ghê luôn rồi. Rất là đông luôn nha cô chú anh chị. Ở đây rất là đông luôn. Thực ra là ở đây là cái chỗ này Tuấn cũng biết rồi. Rất là đông xe luôn nè. Bạt ngàn luôn. Hồi nãy Tuấn có vô một chút. Thì cái này cũng có nhiều người ta thành công lắm. Cái này là cái A-Way á. A-Way. Mà Tuấn thì Tuấn không có tham gia. Tuấn quen anh Ánh Dương á. Thì anh em chủ yếu gặp nhau qua uống ly cà phê á. Sẵn đi trên đường đi ghé uống ly cà phê cô chú anh chị. Cái này Tuấn cũng chia sẻ là như vậy. Đó. Thì sẵn đi quay lại cái khung cảnh nhà thi đấu Phú Thọ cho bà con cô bác xem để biết ha. Bên này đường Lý Gia nè. Đó, bây giờ Tuấn đi ngược về lại Sài Gòn ha. Thấy bà con đi cũng đông lắm, các tỉnh lên rất đông. Tiền Thơ, Cần Thơ nè, rồi Gia Lai nè, Quảng Nam nè, biển số nè, các nơi, An Giang nè. Ồ, rất là đông luôn, rất nhiều luôn nha cô chú anh chị.
Bây giờ Tuấn sẽ đi công việc ha. Quay một chút cho cô chú chị xem cái khung cảnh đây. Tuấn đang có mặt ở trên đây là đường 3 tháng 2 cô chú anh chị và các bạn. Tối đến giờ này cũng 9 giờ mấy gần 10 giờ rồi. Thì Tuấn thấy là hôm nay Tuấn quay khảo sát tình hình thực tế cho cô chú anh chị và các bạn được biết thêm ở Sài Gòn về đêm như thế nào ha. Đó thì sẽ có những cái vỉa hè nè, cuộc sống của họ nghèo khổ. Buổi tối thì sẽ những người vô gia cư sẽ ở đây chịu đủ mọi điều khổ, cũng không khác gì ngoài miền Bắc hết, không khác gì ngoài miền Bắc mà mới bị bỏ lục đâu. Hãy nhìn xem, không có nhà luôn á, chứ không có đơn giản đâu cô chú anh chị, đây là những cái thực tế nhất luôn. Đó. Đây là mình đi thẳng là lên tới đây là vòng xoay nè. Rất là thực tế luôn ha. Giờ này vẫn còn đông đó, lát nữa mới vắng kìa. Đó bên kia đường kìa, đó. Ồ bên này bán là cho thuê nhà, bán nhà rồi quá trời luôn. Đó, cô chú anh chị thấy không? Đó bên đó là bán cho thuê nhà, bán nhà nè. Đó. Rồi tối mà cỡ tầm 11, 12 giờ là đó những cô chú ngủ ở trên đó trước hè kìa đó. Đó, thực tế luôn nha, cô chú anh chị đó những cái bao kìa. Đó. Nhưng mà Tuấn biết người ta ngại nên Tuấn không có quay, Tuấn chỉ nói để chia sẻ cho cô chú anh chị biết cái đường đi để mai mốt có chia sẻ thì chia sẻ ha. Đó, chứ Tuấn không có quay người ta, Tuấn chỉ quay lướt sơ vậy thôi. Rồi Tuấn chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống luôn ha. Bây giờ mình đi tới đây là đường này là đường gì đây? Đường Cao Thắng. Giờ này còn đông á, lát nữa mới có tầm 12 giờ là vắng te luôn. Còn đây là một cái chung cư rất là đẹp ha. Ồ đẹp quá, chung cư này gọi chung cư gì? Chung cư Hà Đô. Chung cư Hà Đô, ở đây là đường đại gì? Đại gia ở không? Đại gia ở không hả? Bạn mắt đó. Bạn Trinh, đây là chung cư Hà Đô nha cô chú anh chị. Một tháng còn bao nhiêu thì tôi không biết. Đó, thì có tiền mới vô đây ở được nha. Còn không có tiền thì ra ngoài đường nằm thôi. Đó là nguyên tắc. Ồ nhìn đẹp quá ha. Ồ nhìn sang trọng quá ha. Một căn hình như trên chục tỷ không ạ? Một căn vậy là trên chục tỷ hả? Trời ơi nhìn đẳng cấp quá ha. Hà Đô, ngay đường trung tâm quận 10 mà. Sao không đẳng cấp được? Chỉ có người giàu mới ở đây được thôi. Nhìn đẹp quá, cao ha. Đúng là đó, nó có hai cái mặt ha cô chú anh chị. Rất là phức tạp ha. Trang trọng quá, lần đầu tiên Tuấn mới bước vô chung cư khu Hà Đô này cô chú anh chị ạ. Đây, hồi nãy là Tuấn đi đường 3 tháng 2 ha. Bây giờ quay qua đây thì nó một trời một vực luôn. Nhìn nó khủng khiếp chưa, sang trọng không? Trời ơi, đại gia mà ở đây nổi ha. Một căn như thế này là cái tiền người ta xài nó gọi là thượng lưu mà, giới thượng lưu, làm ra tiền nhiều thì xài nhiều, làm ít xài ít, đó là nguyên tắc cuộc sống. Đây chắc ca sĩ ở nhiều ha, ca sĩ người mẫu nè, đúng không? Chắc vậy cô chú anh chị. Trung tâm á, như đâu? Đây là trung tâm chính mà. Đó có chốt an ninh bảo vệ ha. Đây ở nó an toàn, thường thường như vậy đó cô chú anh chị. Vệ nhiều lắm. Bảo vệ xung quanh luôn, khép kín. Rồi, tôi đi quay một chút có góc khuất ở xung quanh nữa ha. Chỗ này đẹp á. Chỗ này đi dạo, tập thể dục rồi, thấy bà con đi thể dục nhiều. Biết bao nhiêu người trong thế gian phải chịu đau khổ vì vật chất. Cuộc sống của họ nghèo khó, ăn mặc thiếu thốn. Như chỗ này là mặt tiền 3 tháng 2 rất lòng lớn luôn nè. Người khổ đau cả mặt bằng giảm 80% luôn nè cô chú anh chị. Giảm trực tiếp luôn á. Khủng không? Nè nguyên cái mặt bằng to như vậy. Đó. Đây là cái dãy đường 3 tháng 2 nãy Tuấn ở trong chung cư, bây giờ ra đây là 3 tháng 2. Buổi tối là có bà con ngồi đây nè. Ngủ ở đây luôn, ngủ ở trên vỉa hè luôn nè. Trời mặt bằng to khủng luôn ha. Đó, cô chú anh chị thấy không? Giảm một bằng này. Giảm trực tiếp luôn, 80%. Đây là góc khuất Sài Gòn nha.
Rồi Tuấn xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn. Chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.